Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức chương trình hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương năm 2020. Chương trình hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành công thương năm 2020 được triển khai trên quy mô toàn quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ Công Thương là một trong ba cơ quan được Chính phủ giao triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thời gian qua, Bộ Công Thương quyết liệt triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, khẳng định thương hiệu cũng như góp phần xây dựng, phát triển thị trường thực phẩm an toàn. Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Công Thương cam kết, bên cạnh việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách quản lý về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực chịu trách nhiệm, Bộ Công Thương sẽ tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối thực phẩm, bao gồm tư vấn xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường đưa hàng Việt Nam vào các chuỗi siêu thị của các doanh nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam, đưa hàng Việt ra nước ngoài, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, phối hợp với các bộ, ngành kiểm soát và ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng giả, kém chất lượng, nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương, đại diện các doanh nghiệp đã tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm thực phẩm an toàn của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.